Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình Trong video ngày hôm nay mình lại tiếp tục cập nhật tình hình thị trường như thế nào Và mình sẽ trả lời một số câu hỏi những các bạn mới tham gia thị trường Thì trước khi bắt đầu video mình xin nhắc lại là mình chỉ chia sẻ những suy nghĩ và những trải nghiệm của mình trong thị trường mà không được cho là lời khuyên đầu tư Trước khi có bất kỳ quyết định đầu tư nào thì các bạn phải nghiên cứu rất là kỹ Tại vì thị trường này rất tiềm năng nhưng mà cũng rất nguy hiểm nếu mà mình không hiểu kỹ và các bạn chú ý thêm là có khá nhiều những kênh giả mạo sẽ đi vào phần comment lô kéo đầu tư và sẽ lừa tiền các bạn nên các bạn phải rất chú ý đầu tiên mình sẽ đi vào xem biểu đồ bitcoin đây là khung ngày các bạn nhé và số liệu mình sử dụng là sàn Binance. binance com và hiện giờ là mình xem tình hôm qua như thế nào hôm qua mình có một cái nến đỏ nhưng mà cái mô hình gì cái cái biên đạo di động thì khá cao khá nhiều các bạn nhưng mà khi đóng nến thì đóng rất gần thì cái cây nến gọi là này gọi là spinning top Đấy. và hôm nay lại tiếp tục một cây nến đỏ và mình đang có chiều hướng là test lại cái vùng line này cái vùng mình đã vượt qua trong giai đoạn cũ đang test lại rồi Ok đấy là tình hình giá cả Bitcoin và như hôm qua mình nói là mình có Dash cross thì như bạn bảo là số liệu này sai thì mình nói thêm là số liệu mỗi sàn sẽ khác nhau sàn Binance sẽ khác nhau những cái sàn khác sẽ khác nhau những cái sàn trên trading view sẽ khác nhau các bạn nhé thì nhưng mà mình dùng sàn Binance tại vì sàn Binance là số liệu sẽ gọi là trade volume sẽ cao nhất nên thường là mình sẽ sử dụng Binance nhiều thì ví dụ như mình xem là chỉ số này EMA này 200 này là đúng rồi các bạn nhé là cái đường màu đỏ này ví dụ đường màu vàng này là 50 này đấy là là cái đường màu vàng thì khi các bạn phóng to lên đúng là khác nhau mà đúng không số liệu này là đúng mà các bạn cứ thử vào binance.com và cặp là BTC USDT các bạn nhé thì các bạn xem cái số liệu của, có sai không tại vì mình sử dụng cái số liệu này khá lâu rồi đấy còn đúng là ví dụ các bạn dùng những sàn khác ví dụ như sàn TradingView đi và bạn dùng là sàn Bistam thì hiện giờ vẫn chưa cross thì tùy sàn sẽ có số liệu khác nhau nhưng mà mình đang sử dụng sàn Binance, đấy như sàn này thì hiện giờ vẫn phóng to lên thì vẫn chưa cross thì đấy là sự sai lệch của những sàn và tùy sàn thì cái mức độ giao dịch sẽ volume sẽ khác nhau đấy, nhưng mà mình sẽ dùng với cái sàn này tại vì uh, mình đang có mô hình WeCop ở đây rồi ok thì uh, nếu mà mình phân tích mô hình WeCop thì đi rất đúng mô hình WeCop giai đoạn P. Theo lý thuyết giai đoạn P, B là giai đoạn tích lũy lớn nhất của các nhà đầu tư tạo lập thị trường hay còn gọi là những bác cá mập. Thì giai đoạn B này sẽ có những vùng gọi là vùng kháng cự và vùng hỗ trợ. Và vùng hỗ trợ là những vùng mua của những nhà tạo, tạo lập. Và vùng kháng cự là những vùng gọi là vùng đẩy giá, test lại để tạo ra những cái bẫy gọi là bẫy tăng giá. Đây, mình đã test lại rồi thì những cái bảy tăng giá này là những vùng để những nhà tạo lập chốt lời nhẹ, đại giá xuống à. và những cái lúc mà bảy tăng giá này là ví dụ những cái nến ngày này xanh này để cho những nhà đầu tư mới tham gia thị trường mua thêm vào à, nhưng mà khi mình đến đây là đã bị đại giá xuống thì trong giai đoạn b này mình mình nghĩ mình vẫn đang cần điều kiện cần là phải xuống lại cái vùng hỗ trợ này đấy, vùng hỗ trợ có thể kết nối qua cái giai đoạn c luôn là xuống đây xong rồi xuống luôn spring luôn có giai đoạn spring ở trong giai đoạn c đấy là là nhận định của mình về thị trường tiếp tục trong những uh, tuần tiếp theo những tuần tiếp theo sẽ như thế sẽ đi theo mô hình như vậy tại vì mình khi mà mình phóng nhỏ lại đi thì các bạn có thể thấy là đây là cái bảy cái bảy gọi là cái bảy phân phối các bạn nhé thì cái bảy phân phối này đã được tạo ra rất là chuẩn chỉnh rất là chuẩn chỉnh các bạn có thể nhìn à, hoặc là đây để mình quay về cái mô hình của wecop cái giai đoạn phân phối đi để mình nói dễ hiểu hơn thì để mình vào à. thuê này classic này rồi ok ồ vẫn quay lại btc BTC USDT, BTC, à, BUSD. Rồi, OK, thì uh, cái cặp này là mình cặp uh, lúc trước mình vẽ là trên cặp này BUSD. Thì đây là cái giai đoạn phân phối cái giai đoạn phân phối là cái giai đoạn mà nhà tạo lập thị trường hay gọi là các bác các mập sẽ chốt lời. Đấy, các bạn có thấy là cái mô hình khóp khi mà giai đoạn phân phối được vẽ rất là chuẩn chỉnh, mô hình giá đi rất là đẹp luôn. Đây là cái giai đoạn đầu tiên bắt đầu chốt lời, chốt lời nhẹ, nhưng mà sau đấy, cái giai đoạn này vẫn có rất nhiều tin tức tốt đưa ra để lôi kéo những nhà đầu tư mới tham gia, nên cái lực mua vẫn rất là cao. Và lại khi đẩy lên đến vùng này là 58.000 Những nhà đầu lập phải chốt lời đẩy giá xuống rất là mạnh Và cứ như thế Đại Đẩy giá xuống Và những cái nhà đầu tư mới lại Nghĩ đây chỉ là một đợt điều chỉnh là mua thêm đẩy giá lên Và giai đoạn này UT này UT này Những nhà đầu lập phải chốt lời đẩy giá xuống Đẩy giá xuống Và những nhà đầu tư mới lại Tưởng là lại được điều chỉnh tốt là mua thêm vào đại giá lên, đại giá lên. Và đây là cái đột chất lời đột cuối cùng Rất mạnh mẽ Cái giai đoạn này là những nhà tạo lập những cá mập Những ba cá mập bán rất là mạnh mẽ Khi mà giá nó lên đến 64.000 Nên các bạn thấy mà là cái lực, lực, đẩy rất là mạnh xuống Những ngày tiếp theo Đấy Và Giai đoạn này Những nhà đầu tư mới vẫn vẫn có rất khá nhiều tin tốt trong giai đoạn này tung ra vẫn nghĩ chỉ là được điều chỉnh và là mua thêm vào mua thêm vào mua thêm vào đại giá lên và đây là cái đoạn chốt lời. Chốt lời rất là mạnh mẽ tiếp tục của lập để đẩy giá mạnh xuống. Nên các bạn thấy là từ cái giai đoạn này là 59.000 mà đẩy xuống là 30.000 là đỡ 50%. Chỉ trong một tuần nhé. Chỉ trong một tuần các bạn. Thì đây là cái giai đoạn cao trào của cái cái gọi là cái mô hình phân phối. Giai đoạn cao trào. Đấy. Thì nên khi mình quay lại cái giai đoạn tích lũy này á, thì nhiều bạn nghĩ là vẫn nghĩ là sẽ hồi phục nhanh. Không, không có chuyện đấy các bạn. Mình tốn bao nhiêu lâu phân phối thì cái giai đoạn tích lũy này mình cũng cần một lượng thời gian tương ứng. Ví dụ trong giai đoạn phân phối mình tốn 3 tháng thì trong giai đoạn tích lũy này mình tốn khoảng 2 tháng, trung bình là khoảng 2 tháng, một tháng nửa đến 2 tháng để mà phân phối trước khi mình qua giai đoạn gọi là giai đoạn tăng trưởng lại giai đoạn E này, Y này. Đấy nên uh, về quan điểm của mình là thị trường sẽ dập dìu test lại cái vùng hỗ trợ và có thể nối liền C sau khi test xuống đây sẽ có một cái giai đoạn spring rất là mạnh mẽ đại giá xuống để đảm bảo cái lượng cung là những nhà đầu tư mua trong giai đoạn này phải bán ra chốt lỗ để cái lượng cung này được chạy vào túi những bác ca mập thì khi mà lượng cung không, không còn nữa thì cái lượng thì giá mới được đẩy ra được đẩy lên. Thì khi mà mua ở giá rẻ các bác có mập hay những nhà đầu tập uh, tạo lập thị trường mua giá rẻ thì điều đương nhiên người ta phải đẩy giá lên. Thì mới chốt lời giá cao mới chốt lời mới lời được. Đấy là nguyên tắc hoạt động của thị trường như vậy. Rồi thì uh, bây giờ mình sẽ đi xem những cái số liệu khác, số liệu xem tình hình là ví dụ như là tỷ lệ lo lắng và tham lam đi, sợ hãi và tham lam, thì hôm nay là là xuống một tí. Bây giờ mọi người là rất là lo lắng, extreme fear, thấp hơn qua một tí. Rồi thì mình chờ đợi một đợt, như những video trước mình phân tích ấy, là mình chờ đợi một đợt rung lắc mạnh trong tháng này. Tại vì như các bạn biết là Đã dữ liệu trong quá khứ này, bất kỳ tháng nào trong cái tuần gần cuối tháng luôn luôn có một đợt đông lắc Ví dụ các bạn nhìn vào tháng 5 này là ngày 19 này tháng 5 này tháng 4 này là ngày 18 tháng 4 này tháng 3 thì mình có ngày khoảng ngày 15 tháng 3 ngày 15 này ngày 16 này tháng 3 này đông lắc này tháng 2 thì sao ngày 21 này 22 này đấy có nghĩa là trong một tháng kiểu gì cũng có một đợt đông lắc lắm mạnh và tháng này chưa hề có đợt nào mà hôm nay mình đã là ngày 18 rồi Nên nếu trong những nguồn dữ liệu quá khứ thì ngày 19, ngày 20 gì đấy Có một đợt trung lắc rất mạnh, biến động rất là mạnh trong thị trường Giá có thể lên hoặc xuống rất là mạnh để thanh lý rất là nhiều lệnh Lệnh lo và lệnh short Đây các bạn Lệnh short về thanh lý này Đấy, lệ lo bị thanh lệnh sót thanh lý đấy, thì mình chờ được một đợt Đông đắc như vậy hôm nay thì có một đợt đông đắc rất nhỏ cũng cũng khá nhỏ để mình xem tới giá thay đổi như nào cũng chưa 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 gọi là lớn biên độ dao động cũng khá thấp ừ, chưa lớn chưa lớn giá có vẻ như là gần xuống đây rồi mình và được đẩy lên nhưng mà hôm nay mới còn thị trường bên bên Mỹ chưa tham gia nữa nên nói chung là còn còn có thể xuống sau nữa xuống sau đây các bạn test từ vùng này Và hiện giờ mình thấy là tin tức thì như hôm qua chỉ có một tin tức là cũng hot là bác Mark Cuban tham gia một cái sàn DeFi và cái sàn đã bị rút rob, Rappu. có nghĩa là cái sàn đã bị uh, chết các bạn nhé. Là đây là ví dụ như là bị đồ đây. Là đang tăng như thế này mà trở thành xu xuống, gần số 0. Gọi là Rappu là sàn đã bị chết. Là mất tiền, nhà đầu tư sẽ mất tiền thì thì khi các bạn tham gia những sàn DeFi các bạn phải rất cẩn thận. Những cái sàn nào mà cho cái phần trăm mà cao như thế này á thì dự báo là sẽ như thế này. Là cái bảy các bạn nhé, cẩn thận. Không có gì mà tự nhiên dễ dàng kiếm tiền như vậy đâu. Nên cái gì mà dễ dàng thường là cái bảy Đấy là trong ngày hôm qua, đấy là cái cái hot hôm qua. Nên mình nghĩ đây cũng là một cái tin làm ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư trong hôm nay và đã đẩy giá đi xuống nhẹ trong hôm nay, giá cả đi xuống trong hôm nay tiếp tục đi xuống. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào trả lời câu hỏi, câu hỏi của bạn các bạn. Thì có một bạn, vài bạn rất cũng khá nhiều bạn hỏi mình là những bạn mới tham gia thị trường trong giai đoạn này mới thì các bạn đầu tư như thế nào. Thì mình sẽ trả lời cho câu hỏi của bạn trong hôm nay. Để mình xem. Để mình xem là những câu hỏi ở đây đâu rồi. à thì uh, có một số bạn comment là video của mình quá dài nên rút ngắn lại thì uh, khả năng uh, tại vì video này mình làm cho nhiều bạn mới tham gia xem nữa nên nếu mà rút ngắn quá thì sẽ không nói kiểu như thiếu đầu thiếu đuôi ấy, thì lại sẽ không những bạn ấy lại không hiểu nên nếu những bạn nào mà tinh ý các bạn có thể xem là video cấp về gặp vần cuối gần cuối video mình sẽ nói cái nhận định của mình thì các bạn chỉ xem khoảng vài phút và các bạn sẽ biết được là tổng thể video mình nói gì còn những bạn mới thì nếu mà mình nói thứ đầu thứ đuôi thì các bạn sẽ không hiểu được nên cũng không không hợp lý lắm nếu mà mình rút ngắn video quá đây ví dụ bạn này hỏi mình này là bây giờ bạn có 3.000 đô và hiện tại số vốn mình còn lại là 1 phần 2 À có người bạn đã đầu tư 1 phần 2 vốn rồi Còn 3.000 đô nữa Thì bạn muốn mình là Chia sẻ cách farm được kiếm tiền Thụ động Sản phẩm nào ok Thì farm thì mình đang farm những cái sàn như là Ví dụ mình đầu tư ADA đi ADA thì mình đang Nhiều bạn hỏi là mình đang staking đâu Thì staking đem ví Daddy Lux Daddy Lust, các bạn nhé Đó là ví mình đang staking và mình sẽ nhận được phần trăm mình để xem vào mình xem vào tổng thể xem mình đang xét ở trên cái đi uh, New ở trong cái đi New để bấm vào đi xem nhé thì mình xem được phần trăm mình đang lãi suất là bao nhiêu Ừ mấy lúc trước là mình uh, để trên những cái sàn DeFi của Binance Smart Chain như mình mới rút về đây đang staking lại thì phần trăm thường là sẽ bạn sẽ được là là trăm một năm thì bạn cứ nhanh lên thì bạn sẽ biết là số lượng coin mình sẽ nhận được thì reward thì xem mình nhận được ba thêm được 3 đồng ADA này thì mình mới staking thôi đấy thì đấy là ADA hay là đồng harmony harmony one thì mình bán ra staking thì mình được thêm 119 đồng Harmony One thì mình cứ để ở đây thôi cái đồng riêng đồng này mình đã chốt lời rút vốn về rồi và đã đã chốt luôn phần lời luôn còn đây là cái số tiền gọi là tiền uh, sau khi đã rút vốn và đã chốt lời thì cái số đồng coin này mình sẽ cứ staking thôi và đến cuối chu kỳ mình mới chốt hoặc là khi mà cái giá Harmony One gấp đôi lại thì mình sẽ chốt lời tiếp. gấp đôi các ba như đấy. Mình sẽ bán cái lượng uh, stacking này mình uh, kiếm được. Hay là đồng khách mình cũng đang stacking. Này stacking uh, stacking ở đây và các bạn vào nhóm nhé. Thì mình đang stacking ở đây. Lợi nhuận đây. Mình mới bán ra mấy hôm uh, tuần trước. Bây giờ lại có thêm 1,38 đồng khách về lý thuyết mình thấy đồng cách là cho cái tỷ lệ lợi nhuận cao nhất đấy mình không pha mình pha mình có nghĩa là mình sẽ ghép uh, trang trại đi là các bạn sẽ ghép cặp đôi cặp đôi như thế này thì mình các bạn sẽ bị impermanent loss Đây, nên vì sao mình chỉ staking là vậy các bạn nào uh, mới tham gia farm mình thì nên uh, nghiên cứu impermanent loss và cũng khá nhiều cái đồng khác mình đang staking nhưng mà cho phần trăm thấp nên mình cũng không có nói bây giờ ví dụ như trong bộ của mình đi thì uh, đây bnb cũng staking nè. cái này cũng đang tham uh, gia defi này svs này cũng ra phần trăm này bunny cũng staking nè, banana bell Đấy, đây là những mạng defi thì tất cả những mạng defi mình đều có làm video hết nên các bạn có muốn xem để hiểu thêm thì trong cái phần playlist mình có hết. Đấy mạng NFT này, meme coin này. Đấy. Thì uh, những bạn nào mới mới tham gia hỏi mình về đầu tư thì các bạn nên xem cái video phân bổ vẫn hợp lý. Và cách đầu tư của mình rất là chậm các bạn. Tại vì Ok, bây giờ mình quay về cái 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 câu hỏi trong cái phần cái phần mà chủ đề của video là mình nhắc với vấn đề là đầu tư đây hôm nay mình sẽ nói vấn đề về vấn đề này là cách đầu tư của mình ấy là chậm càng nhanh thì sẽ càng chậm nhưng mà càng chậm thì sẽ càng nhanh các bạn mình sẽ đi sau về phân tích như thế nào vì sao lại như vậy thì đây là cái cái biểu đồ của Bitcoin từ lúc bắt đầu năm 2010 này, 11 này đến hiện giờ là 2021. thì khi các bạn nhìn biểu đồ ấy là thị trường luôn luôn tăng nhé. các bạn mua bất kỳ trong những chu kỳ trước ở đỉnh gia hạn thì trong chu kỳ năm sau các bạn cũng, cũng lời hết. ví dụ bạn mua đỉnh chu kỳ năm 2013 đi là đây là lúc đấy giá bitcoin là khoảng 2.000 đô sau các bạn à, nè. bây giờ đó, mình đang nói vấn đề này đã có là nhìn cái bức tranh tổng thể khoảng 10 năm thì thị trường luôn luôn tăng các bạn bạn mua bất kỳ đỉnh nào thì trong chu kỳ năm sau bạn đều lời nhưng câu chuyện ở đây là vì sao 80 phần trăm đến 90 phần trăm nhà đầu tư lại thua lỗ thì hãy Đấy có nghĩa là vì sao? Đấy là tâm lý của nhà đầu tư. Hầu hết nhà đầu tư khi mà tham gia thị trường là luôn luôn bị nhà tạo lập bơm thổi. Ví dụ trong giai đoạn tăng trưởng này là giá được bơm thổi bởi nhà tạo lập đầu nhà thị trường. Đây các bạn. Thì gọi là bull market. Bull market. Đây bull market. Và khi lên đỉnh thì nhà tạo lập thị trường chốt lời. Chốt lời bán ra. Và khi người ta mua là người ta sẽ mua ở dưới này. Giai đoạn này các bạn. Còn những nhà đầu tư mới như mình và bạn là tham gia thị trường trong cái giai đoạn bơm thổi này đấy, Và sẽ bị rơi vào cái bẫy là đu đỉnh Đu đỉnh và sẽ bán ra, bán lỗ ra Trong rất là nhiều khi mà thị trường đi xuống là trong 2 năm Thậm chí 3 năm là giá đi ngang như thế này Thì bao nhiêu nhà đầu tư chịu được cái điều đấy Rất ít các bạn Rất ít nhà đầu tư có thể tồn tại được trong cái giai đoạn 3 năm đi ngang này để mà hưởng cái giai đoạn cái giai đoạn thành quả này là lên đến đỉnh Đấy. nên vì sao mặc dù khi nhìn bức tranh tổng thể 10 năm giá luôn luôn tăng mua bất kỳ trong giai đoạn đỉnh nào trong chu kỳ sau cũng sẽ thắng cũng sẽ gấp hai lần gấp ba lần Đấy, ví dụ như đỉnh là năm 2017 18 là 20.000 đi thì trong giai đoạn gần đây nhất là giá Bitcoin của mình lên 60.000 thì mình đã gấp 3 lần tài sản rồi mặc dù mình đu đỉnh ngay cả đu đỉnh trong chu kỳ trước đấy, nhưng mà vẫn rất là nhiều nhà đầu tư mất tiền thì đấy là lý do vì sao là à, để mình quay lại đây vì sao mình nói đến cái vấn đề là càng nhanh thì càng chậm thì khi mà nhà đầu tư tham gia thị trường này luôn luôn có tâm lý là muốn làm giàu nhanh các bạn thì vì khi mà người ta thấy là cái thị trường này có chu kỳ chu kỳ thì luôn luôn bị tâm lý là phải bằng một cách kiếm tiền rất là nhanh và chốt lời để thoát khỏi thị trường nếu không lại sẽ sẽ hết chu kỳ đấy, nhưng mà khi mà bị tâm lý đấy là mình sẽ luôn luôn rơi vào cái bẫy là muốn kiếm tiền nhanh là cứ thấy dự án nào mà đang lên là la vào đầu tư nhưng mà khi đã la vào ấy, thì lúc đấy là giá nó được bơm thổi lên đến đỉnh rồi các bạn và chắc chắn là các bạn sẽ lưu đỉnh đấy nên mình khuyên những bạn nào mới khi tham gia thị trường cố gắng phân bổ với hợp lý. Nếu các bạn mới chưa có kiến thức nhiều thì nên chỉ đầu tư khoảng 50% vốn thôi và giữ 50% vốn là tiền mặt. Để thứ nhất là tích lũy kiến thức trước. Đây các bạn. Mình nói về cái mô hình này. Thì cái này mô hình là mô hình con lắc. Thì cái mô hình con lắc này khi mình học vật lý ấy, thì rất đơn giản là khi các bạn đây là khi mà con lắc này đứng yên đúng không các bạn tác động một lực lực vào con lắc này về hướng này thì các bạn sẽ nhận về lý thuyết các bạn sẽ nhận được một lực tương đương quay ngược lại thì khi vì sao mình nói đến mô hình này thì khi các bạn có kiến thức cộng trải nghiệm trong cái thị trường này thì hình dung điều bạn nhận lực là tiền tự tiền nó sẽ quay lại các bạn nên cái cách mình đầu tư là mình đa tích lũy kiến thức và trải nghiệm. Trong chu kỳ năm nay, năm 2021, 2022 và 2023 sẽ là cái chu kỳ hải quả, 23, 24, 25. Đấy chu kỳ tăng trưởng năm tiếp theo. Là tiền tự nhiên nó sẽ đến, nó quay ngược lại với mình. Khi mình có đủ những điều kiện này, nên những bạn mới cứ bình tĩnh là các bạn đầu tư một số tiền vừa phải để tích lũy kiến thức cộng trải nghiệm kinh nghiệm và hình dung là tự nhiên tiền sẽ quay lại đấy nó sẽ quay lại với các bạn theo cái mô hình này quy luật này và cái cái kênh này là đồ thị hình đồ thị của năng lượng hay đồ thị hình sinh cũng cùng theo cái đồ thị này là không có gì là lên mãi mãi các bạn lên rồi sẽ xuống và khi đã xuống rồi thì sẽ lên đấy, đấy là cái mô hình trong cái thị trường này sẽ luôn luôn như vậy và những cái bẫy tăng giá giảm giá như vậy đây ví dụ bây giờ mình qua cái mô hình này đi đây là có mô hình uh, sóng ls Thì uh, nhiều bạn hỏi là ví dụ trong những cái chu kỳ là khi mình đi xuống chẳng hạn sóng ls thì các bạn biết là sẽ có sóng lên và sóng hồi đúng không là sóng điều chỉnh thì ví dụ sóng lên mình có hai sóng chính một là sóng lên là sóng sóng tăng này và sóng giảm là sóng phụ thì thì bây giờ trong cái chu kỳ mà sóng xuống này ấy, thì mình gia tăng tài sản như thế nào đấy có khá nhiều có, có, một số bạn là hỏi mình như vậy thì ví dụ như bây giờ mình quay về chu kỳ đi là chu kỳ năm 2022 này 2023 khi mình chu, kỳ điều chỉnh đi hai chu kỳ này mình tăng tăng cái lượng tài sản như nào thì chu kỳ này tăng tượng lợi sản nó đơn giản là sao là khi mà các bạn chốt tiền lời khi cuối chu kỳ các bạn sẽ có USDT đúng không thì có hai cách đầu tiên là các bạn có thể như mình mình sẽ thu mua thêm ô trong giai đoạn năm nay năm 2023 này 2024 này khi mà có cái Bitcoin hoa mới là giai đoạn hai quả và 224 25 là hai quả thì cả các bạn mua đúng thời điểm là các bạn đã gia tăng tài sản rồi mình lấy ví dụ đơn giản như là À, quay về video bitcoin đi uhm. đây biểu đồ bitcoin wow bitcoin lên lại rồi lên rất là nhẹ nhanh các bạn 37 này lên gần 38 rồi. Thì mình xem là có sự rung lắc gì không. À mình xem video này đi tôi dễ. Trading view. Thì khi mình các bạn xem là trong những cái chu kỳ trước cái chu kỳ bull market này chẳng hạn. Thì các bạn mua bất kỳ trong giai đoạn mà tích lũy trong năm 2019 là 2018 đi. Đây 2018 là bắt đầu rơi giá này, bear market này. Thì giai đoạn này giai đoạn mua vào này. Giai đoạn mua vào này Giai đoạn mua vào này Thì đây là cái giai đoạn mình chốt lời được Đấy Thì Bạn mua đúng thời điểm Là mình đã thắng 50% rồi các bạn Đúng không? Mình mua ở giai đoạn này Khi mà giá chỉ có 30.000 nghìn, 3.000 nghìn chứ 3.000, 4.000 chứ hả Thì mua đúng thời điểm là đã thắng rồi Thì đến cái thời điểm mà lên Cao nhất là mình 65.000 Là các bạn thắng bao nhiêu lần rồi thắng ít nhất là 10 lần nhân cái tài sản mình lên ít nhất là 10 lần Đấy, đây chỉ là Bitcoin thôi nhé các bạn còn những cái đồng như là ADA hay còn những cái đồng ô uh, coi còn bay cao hơn nhiều nữa ví dụ ADA tăng cả trăm lần Đấy là các bạn nhân tài sản lên cả trăm lần Đấy nên Bây giờ mình quay về cái uh, à, uh, đây về biên này nên cái giai đoạn mà giai đoạn đi xuống này chỉ cần mua đúng là các bạn đã gia, gia tăng tài sản rồi còn mình là khi sau khi mua mình sẽ tham gia thêm DeFi nữa để chờ đợi khi mà giá tăng lên DeFi có là mình staking đấy các bạn staking ADA hay là tham gia những mảng DeFi mình staking những cái đồng mà mình thích Đấy là cái cái trong lúc chờ đợi giá lên lại ví dụ mình mua trong giai đoạn năm 2013 đi mình staking ADA để mình chờ staking năm 2023 này, 2024 này. Để mình chờ đợi 2 năm này staking. Khi staking các bạn sẽ gia tăng cái lượng coin mình có được. Cái lượng USDT mình không gia tăng nhưng mà cái lượng coin mình sẽ gia tăng các bạn. Ví dụ như là đây, bất kỳ đồng nào các bạn staking Harmony One này. Cái lượng coin mình gia tăng này. Mình tăng cái lượng coin lên này, Đấy. Hay là ADA cũng gia tăng lượng coin lên này lượng coi gia tăng lên. Ada thì hơi thấp, đó thì sẽ, sẽ tốt hơn các bạn, đó sẽ cho phần trăm cao hơn. Nhưng mình vẫn không thích cái giao diện của đó lắm, cái giao diện bên Ada dễ dùng hơn. Đó thì mình sẽ nghiên cứu trong chu kỳ tiếp theo. Nãy còn chu kỳ này thì mình sẽ sẽ uh, chỉ uh, uh, đầu tư Ada thôi. Nãy còn mạng hệ hệ đó thì mình sẽ chu kỳ năm sau, những chu kỳ tiếp theo và Harmony One đấy Harmony One là mình vẫn tiếp tục staking đấy thì mình sẽ gia tăng thêm số lượng số lượng coin còn khi mà đến chu kỳ chốt lời thì mình sẽ gia tăng cái cái tiền lời đấy đây là cách các bạn có thể gia tăng cái cái tài sản khi mà trong cái chu kỳ mà giá đi xuống trong những năm tiếp theo rồi bây giờ mình quay về cái à, cái này để mình nói tiếp rồi có nghĩa là đầu tư cứ bình tĩnh đầu tư các bạn. Khi nào các bạn có đủ kiến thức trải nghiệm thì tiền sẽ tự quay về các bạn. Lúc này không muốn tiền tiền nó cũng sẽ tự quay về. Đây là nguyên lý. Và các bạn càng muốn giàu nhanh thì càng chậm vì sao? Thì vì trong chính trải nghiệm của bản thân mình khi mà mình làm cái gì ấy, mà nhanh chóng ấy thì cái kết quả mình nhận được là thường là sẽ sai lầm các bạn Sai lầm Tại vì sai lầm Thì sẽ dẫn đến là mất tiền Mất tiền thì sẽ dẫn đến cái hệ quả là Sẽ tốn thời gian để xử lý cái vấn đề đấy Và Xử lý vấn đề thì cần rất là nhiều tiền Thì thay vì mình làm nhanh và sai Thì sao mình không làm chậm Nhưng mà cố gắng đúng đi Thì mình sẽ tiết kiệm tiền và tiết kiệm cả thời gian nữa thì mình có những cái sai lầm mình trả giá bằng rất nhiều thời gian các bạn vài năm sau mình vẫn phải trả giá đấy có nghĩa mình sai lầm một trong một năm nay nhưng mà ba năm sau mình vẫn chưa trả giá xong cái sai lầm đấy và trả giá bằng tiền và thời gian và cả bằng máu nữa nên rất là phải cẩn thận Rồi ok Thì uh... Thì uh, ai cũng biết đây là cái uh... Cái uh, mô hình gì các bạn nhé Là mô hình Quy luật cân bằng của cuộc sống Của vũ trụ Thì uh... Cái này là gian thì trong âm mình sẽ có dương và trong dương thì mình sẽ có âm thì sẽ hòa quyện lẫn nhau để tạo nên vũ trụ để tạo nên sự cân bằng của cuộc sống và cái gì cũng sẽ như vậy sẽ sinh ra và sẽ chết đi trái đất mình cũng như vậy sẽ sinh ra và cũng sẽ, lúc sẽ chết đi vũ trụ cũng như vậy và thị trường này cũng như vậy có lên có sóng lên thì có sóng hồi có sống hồi thì sẽ có sống lên, có sinh sẽ có tử, có tử sẽ có sinh, sẽ như vậy thì cuộc đời của mình cũng như vậy thôi. Đấy các bạn thấy này mình sinh ra này, mình trải nghiệm cao trào trong giai đoạn là mình sẽ kiếm nhiều tiền và khi mình già đi thì sức lực và tiền bạc sẽ mất dần đi và mình sẽ chết đi thì mình nói cái này để Thứ nhất là để cho các bạn hiểu là những cái không có gì là mãi mãi hết thị trường này cũng sẽ sau trong thời gian mình cũng sẽ chết đi sẽ có những thị trường mới tham gia nên nói chung là cứ cứ bình tĩnh các bạn các bạn có đủ kiến thức trải nghiệm thì các bạn sẽ có tiền đấy thì Rồi ok đấy thì là chia sẻ vì sao mình trừ những cái trải nghiệm của bản thân mà mình, mình khi mình tham gia thị trường này mình tham gia rất là chậm rất là chậm các bạn Đấy, và mình cũng các bạn nào mà có theo dõi kênh của của sếp uh, đầu tư Fcoin thì các bạn sẽ hiểu có một video rất hay. Thì các bạn nên uh, làm tham gia để, để 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 hiểu. Thì sếp chia sẻ rất hay về cái cách uh, đầu tư của, đầu tư chậm, chậm như bạn vậy quay lại với channel của... Thì ai cũng muốn tìm, kiếm tiền nhanh hết, không có ai muốn kiếm tiền chậm hết. Và đấy là các bạn ý. dễ làm cho mình rơi về tâm lý là mất tiền. Rồi ok thì để mình xem có câu hỏi nào của các bạn được không. Thì những câu hỏi nào mình không trả lời được thì các bạn có thể xem những kênh mình theo dõi và tìm ở câu hỏi đấy. Rồi ok thì đấy là cập nhật nhanh của mình về thị trường à nếu các bạn thấy mình chia sẻ hợp lý thì cho mình xin một like để mình có động lực làm video xin chào tạm biệt các bạn